Thưa quý vị, là thành phố du lịch, điểm đến nổi bật của khu vực miền Trung, tuy nhiên Đà Nẵng vốn được đánh giá là thành phố đi ngủ sớm khi thiếu các hoạt động vui chơi giải trí về đêm. Để lấp đầy mảnh ghép còn thiếu này của bức tranh du lịch, thành phố đã nỗ lực xây dựng các sản phẩm về đêm. Với những dịch vụ vừa được triển khai, điểm đến này kỳ vọng sẽ mang lại những trải nghiệm mới mẻ cho du khách. Có thể nói sau một thời gian gián đoạn do tình hình dịch bệnh, đề án thí điểm các hoạt động vui chơi giải trí về đêm tại đây đã dần đi vào hoạt động. Cơ sở hạ tầng với hệ thống điện hạ thế, điện chiếu sáng, trang trí vỉa hè, các khu check-in đã hoàn thiện. Dịch vụ xe lưu động, thức ăn nhanh, nước giải khát đã được mở bán. 30 tháng 4 năm 2021 đúng đó là khai trương vào cái thời điểm đó, nhưng mà do dịch cho nên là cuối cùng phải đóng lại. Một năm sau thì bây giờ mới được sự chấp nhận của bên chính quyền thì mình mới mở lại. Thì vừa quá. Thoải mái, thú vị và mới mẻ, đó là cảm xúc của những người đã gắn bó với thành phố trong nhiều năm qua và cả với những du khách lần đầu đặt chân tới đây. Biển đêm ở đây mọi thứ rất đẹp, sạch sẽ, các dịch vụ cũng rất là tốt. Cùng với những dịch vụ đã được đưa vào hoạt động, các hạng mục sân khấu, sự kiện ngoài trời, dịch vụ chiếu phim trên biển cũng đang gấp rút được hoàn thiện. Dự kiến sẽ được khai trương vào dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Các hoạt động tại khu vực biển được kết nối với tuyến phố du lịch An Thượng sẽ tạo ra chuỗi dịch vụ kéo dài thời gian vui chơi giải trí về đêm cho người dân và du khách. Chúng tôi đã chọn khu vực biển này để kết hợp, để nối kết giữa tuyến phố phía trong phía tây đường Võ Nguyên Giáp, trải dài ra bảy biển để trở thành cụm mà chúng ta có thể là kéo dài thực sự. Thí điểm chúng ta bây giờ có thể là mới là dừng lại ở mức 23 giờ, nhưng mà sẽ được mở rộng thí điểm kéo dài thời gian vui chơi, giải trí cho du khách. Bên cạnh các hoạt động tuyến biển, các sự kiện văn hóa nghệ thuật hai bên bờ sông Hàn với chương trình âm nhạc đường phố, vũ hội đường phố, chợ đêm Sơn Trà, cầu sông phun lửa phun nước cũng đã hoạt động trở lại để phục vụ du khách. Với những sản phẩm đã và đang được triển khai, hy vọng du lịch của Đà Nẵng sẽ lại vươn mình tỏa sáng.